Việc ứng phó với thiên tai và hạn hán tại khu vực Bắc Trung Bộ hiện đang được ngành nông nghiệp tập trung cao độ. Sáng nay tại thành phố Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giải pháp tăng cường ứng phó. Tại hội nghị, đại diện các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã có nhiều ý kiến tham luận nhận diện trong thời gian tới để có những biện pháp căn cơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó tập trung tăng cường năng lực giám sát, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn, đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát tự động để kịp thời thông tin, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn, cập nhật điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Đặc biệt, vùng không chủ động nguồn nước, thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cần khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ chống hạn. Mặc dù chúng ta cái vùng này đã có các cái biện pháp, ngay từ đầu chúng ta đã dự báo vấn đề hạn hán, chúng ta đã có cái chủ trương chỉ đạo sớm từ trung ương đến địa phương, chúng ta đã tổ chức hệ thống thiết chế hạ tầng, nhất là các hồ, cộng với tích nước, cộng với điều tiết, cộng với vận hành kể cả hệ thống hồ thủy điện. Tuy nhiên do cái đặc thù hạn hán như vậy, do đó là vẫn gây ra cái tình trạng hạn tới 7,6% diện tích. Trong 6 tháng đầu năm vừa rồi thì ta thấy rằng việc nắng nóng liên tục xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, và theo như số liệu của chúng tôi thống kê được thì cái số ngày nắng nóng cũng đã đạt những cái kỷ lục trong cái chuỗi từ năm số liệu năm 1971 đến nay về cái số ngày nắng nóng. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 7, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra thực tế tình hình hạn hán tại Nghệ An, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của khu vực Bắc Trung Bộ.